Kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và hôm nay thì em đang có mặt tại Vĩnh Phúc. Và hôm nay sẽ lắp cho anh chủ ở đây một bộ karaoke cực kỳ chất lượng, được hàng nhập khẩu chính hãng và có sự xuất hiện của dòng Kodam 12 đến từ Pháp. À, đến từ Đức, xin lỗi anh em. Ở đây, okay. Anh em có thể tham quan qua cái không gian nhà mình ở đây. Hiện tại thì bên em đã lên hết đồ rồi. Đây, sẽ mời em vào đây để xem qua bộ dàn nhé. Sẽ giới thiệu luôn. Hiện tại chúng ta sẽ có ở đây là một đôi loa Kodak K12i. Cái dòng này thì chơi karaoke là số 1 rồi. Đây là cái dòng loa mà em thích nhất ở trong cửa hàng, Kodak K12i. Đến từ Đức anh em nhé, sản xuất tại Đức. Rồi đây là bộ thiết bị của chúng ta. Bên em có một chiếc súp HK mà theo yêu cầu của anh chủ thì em để ở phía trong kia rồi. Giấu chiếc súp đấy đi. Súp HK 115 bát 40. Chắc sẽ hơi khó thấy nhưng mà sẽ cố gắng là set chất âm nó ok nhất. Và đây là bộ thiết bị của chúng ta thì bao gồm là một bộ mic JBL VM300 đấy, một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic SP10 Plus này, một dòng vang mà rất là nổi tiếng và gọi là cao cấp nhất của DB Acoustic đó là S900 này. Và đây là một chiếc cục đẩy 4 kênh DB Acoustic D4.12, hai kênh sẽ chơi cho một đôi Koda và kênh 3, kênh 4 sẽ chơi cầu đánh với Super HK kia. Rồi, anh em có thể tham quan qua gọi là cái tổng quan của dàn chúng ta hôm nay. Và bây giờ thì sẽ tiến hành setup cũng như là lên nhạc ngay để cho anh em có thể tham khảo. Xong thì mời anh em lắng nghe cái chất âm từ cái bộ dàn này nhá. Sự kết hợp cực chất lượng giữa Kodak K12i, HK 115 và đồng bộ DB Acoustic JBL. Trong cái bộ dàn này thì tiếng súp bị ảnh hưởng một chút về những cái kính này. Những cái kính ở đây thì nó sẽ rung rung một chút là nó kêu phè phè thì không chắc. Sau anh sẽ phải cố định lại một vài cái mặt kính với lại cái đồ gỗ ở đây. Nó cũng giống như trần thạch cao thôi. Nó đánh một con súp hơi mạnh một chút thì nó sẽ rung và để lại một tiếng phè phè một chút. Nhưng mà không vấn đề gì cả, vẫn xử lý được hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bồng bềnh như bồng bềnh, trong tranh như trong tranh, một vùng núi cao xuôi sâu thuyền trôi, thuyền trôi mãi treo vẫn hôn dưới chân ta đào. Đã hoàn thành xong bộ dàn ở đây rồi. Rồi bây giờ bên em sẽ di chuyển tiếp tục về Hà Nội. À bộ này ưng ý không anh? Quá của anh. Dạ anh cứ sử dụng xong có bất kỳ vấn đề gì thì lại liên lạc bên em. Còn tất cả cái này thì em sẽ bảo hành 2 năm. Dạ. Dạ yên tâm ạ, chắc chắn là rẻ. Đến với bọn em thì chỉ có rẻ mà ngon thôi. Hàng này thì tất cả em đều bảo hành 2 năm anh nhá. À, nếu có lỗi gì thì sẽ đổi mới trong vòng 6 tháng luôn. Chắc chắn là rẻ ạ. Rẻ, rẻ giống kiểu đi ra chợ mua mới. Dạ. Rồi, ok.